Hello, chào mừng anh em đã đến với video này nha. Lâu rồi là mình chưa lên hình, nên là hôm nay mình sẽ quyết định mở rubber để được lên hình anh em ơi. Thì mùa rubber Summer 1 S5 này ra mắt vào ngày hôm qua là ngày 22. Nhưng mà hôm nay thì 23 thì mình mới vào game anh em, nên là bây giờ mình sẽ vào luôn nhá. Đó, thì cái mùa này là cho chúng ta đó là cái con Tôn Ngộ Không anh em ơi. Thánh Tôn Ngộ Không Wukong. Rồi với một cái số skin, cái này là Bizon nè. Bizon với skin máy bay đâu? Để xem mình xem là cái nón này. Nón gì mà trong kìa. Ủa. Cái này là cái nón nó có tóc giống như này luôn hả anh em ơi? Phải không? Đúng rồi, trời ơi, nón nhìn chắc đó. Có tóc nè anh em ơi. Tóc có giống mấy anh châu Phi. Đây là nón ba màu trắng à. Đây là avatar, ok, avatar Wukong. Còn máy bay nhìn cũng được chứ cũng không đến nổi tệ lắm anh em ơi. Rồi để mình xem thử đi, cái này là skin Weberjet thôi. Mấy skin mà đen như thế này thì không đẹp. Đó thì K98 mà nhìn cũng bình thường anh em ơi. Văn gỗ với thêm vài một cái những cái đuôi cộng đồng được quấn lên. Đó thì đẹp nhất là mình thấy là bộ đồ Wukong anh em ơi. Anh em, bộ đồ rất là đẹp luôn. Ủa? Có gì đó sai sai nha. À, nó có hai cái râu ở trên đầu nữa mà do mình đổi cái nón ba này. Cái này mà có thêm vài cái hiệu ứng âm thanh hú 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 như khí nữa thì ngon anh em ơi. Thôi bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở nha anh em ơi. Lát nữa mình vào mình mặc đồ sau đi. Đó thì cái mùa này mình nói chung là mình đánh giá là khá là đẹp đó. Tạm uống thì cũng không có đẹp lắm anh em ơi. Nói chung là đẹp. Đẹp không đẹp, nói chung là mùa này ok đó anh em ơi, đẹp hơn những cái mùa trước. Rồi. Vừa mở với là được 960 USD này, mình giảm giá nữa chứ, giảm giá nữa thì còn có 900 USD anh em ơi. Rồi, từ 1 lên cái gì đây? À, cái đây huy hiệu anh em ơi, huy hiệu rubber mình lên cấp 4 rồi. Đó, thì làm phát lúc đầu thì lên luôn là 16 rồi. Ok. Con này mấy bộ đồ cái Bizon nhìn cũng đẹp đó chứ. Đó mình kết cái nón này anh em, cái nón này. Nhưng mà mình mặc bộ đồ kia thì nó vào nó có tóc của con Wukong rồi. Có tóc của Tôn Ngộ Không anh em ơi. Thì không cần phải đổi cái nón đó nữa, cái đổi nón nó không có tác dụng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nâng cấp nha anh em ơi. Đây, vào đây mình sẽ mua răng nha. Ok, mua 5 lần thì mua 4 lần thôi chứ. Tôi mua luôn 4 lần đây là 4 lần là 46 anh em ơi. 4 lần là 56 à. Phải mua 3 lần trước đi. Thử xem lát nữa có gì mình mua nữa chứ anh em đúng không? Đó 43 này. Rồi, 43 thì mình làm một phát nữa đi. Cho lên. 53 cũng được, như 2 cũng được, nhưng mà mình sẽ nhận lại được user anh em ơi. Anh em mình sẽ nhận lại được user này. Đó, nhận được 4k này. Mình ra thử có nhận được không chứ. 9k mình đang còn 9k user thì bây giờ mình vào mình nhận thôi. Gì đây, cái gì đây? Cái chỗ nhận user của mình đâu ta? Thôi, nhận quà trước đi anh em ơi. Lựu đạn này, máy bay này, K98. Ok, đây là set đồ Wukong anh em ơi. Đó, Wukong này là đẹp nhất rồi. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Cái này quay gì đây, hôm xem thử là anh em mùa này đổi được cái gì. À wow. Wow. Mùa này đổi được bộ đồ này khá là đẹp đó anh em ơi. Trông ok đó chứ. Trông huyền áo thật sự. 249 à. Bộ đồ này tuyệt vời đó. Umbra. Giống Ura vậy. Đâu mất tiêu rồi. Đây. Từ. Xong. Nó chạy ra mất rồi anh em ơi. Mình sẽ vào mình quay đồ cái đã, quay chỗ nào ta? Đây đúng rồi, chỗ này, quay chỗ đây ok. Đó, mình đang có bao nhiêu vé miễn phí đây? Mình có 27 vé anh em ơi, tiến hành quay luôn nha. Đó, nó chạy lên một nấc thì tới cái nấc nào thì mình sẽ đổi anh em ơi. Đổi ra mấy cái điểm thùng thính này. Quay lần 2 tốn 10 đồng. Wow, âm thanh sao mà to vậy? Ôi xịt rồi. Lên nước 3 luôn đi. Đổi được bộ kia mình phải tốn là 1.800 điểm thì phải. Nãy mình nhớ. Rồi xịt luôn anh em ơi. Rồi ngay cái bom. Chán vậy. Trời ơi được có 20 điểm mà. Chán thật sự anh em ơi. Có 20 điểm mà đổi gì. Hay là quay luôn anh em ơi. Thôi kệ đi. Bộ kia bộ con Wukong mình là đẹp rồi anh em ơi. Không cần của đó đâu. Đó. Trời ơi. Như cứ như là thánh giáp vậy đó anh em ơi. Gắn cái ba lô Pharaon này vào nữa thì cũng ok đó chứ, đâu có đùa được. Thì trang phục Ngộ Không anh em ơi. Với hai cái sừng.
cái sừng này mọc từ tai ra, gọi là hai cái râu, hai râu tóc rất là đẹp luôn anh em ơi. Bộ này mà không á, cái bộ này nó lấy ý tưởng từ bộ thánh giáp mà bên màu xanh xanh của biển đó anh em ơi. Poseidon gì đó. À đúng rồi, Poseidon, bộ giống như cái bộ thánh giáp Poseidon đó. Nhưng mà bộ kia mình nhớ không lầm thì nó cũng có hai cái giống như hai cái râu này, mà hai cái râu kia là nó mọc ở đâu thấp thấp chứ nó không phải mọc ngay chỗ tai này đúng không? Nhưng mà bộ này mình trông là thấy khá là ok đó anh em ơi. Anh em nào chưa có thánh giáp Poseidon thì có thể là sử dụng bộ trang phục vô công này để gọi là tự sướng một mình anh em ơi. Đối với cái mùa rubber này thì trang phục như này là quá là ok rồi đó anh em ơi. Rồi. Đó anh em nhìn lại một lần nữa nha. Tuyệt vời đó. Rất là tuyệt vời. Ok. Thôi thì có lẽ là clip mình sẽ là kết thúc ở đây nha. Cảm ơn anh em đã xem hết clip này. Đừng quên là chờ đón mình clip trải nghiệm bộ trang phục rubber này ở trong trận răng nha. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em vào clip ngày hôm sau.